giờ mình đi cắm một bình hoa cúc. Đây mình đi cắm mất về bình hoa cúc. Tím và cà tím và cà tím cà đấy như thế. Đây là màu xanh, xanh thứ sáu, xanh thứ sáu, vuốt lên. Cánh sen hồng, nhưng mà hồng cánh sen hồng sẫm cho nên là nó gọi là màu cánh sen, hồng cánh sen. Đấy, như vậy. Cắm kèm ba cái bông này. Đây. Ừ, này là bông u dương này.
bắt bỏ bố rồi còn cái quả nó phải ăn mà mày ăn thì sao rồi còn thừa còn đây là một bình hoa cúc, mình cắm được một bình hoa cúc rồi. Cho những video cắm hoa của mình mà mắt đã lên vẫn một cái đâu nửa ngày rồi ok.